Chào các bạn, hôm nay đồng hồ TV sẽ cùng các bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ treo tường của hãng MAG có mã là W214. Thì đây là một chiếc đồng hồ thông thường, tuy nhiên đặc biệt của nó đó là nó có thể đánh chuông Westminster. Đây tôi sẽ thử test chuông luôn nhé. Thì với mỗi một tiếng ấy thì nó sẽ đánh chuông như thế này, kèm theo là cái đổ chuông đúng theo cái số giờ. Cái loa đằng sau này, phần này là phần chỉnh giờ cho phần đánh chuông, còn phần này là phần máy đồng hồ cơ. Đây là âm lượng. Đấy, các bạn thấy nó đánh chuông tương với cả cái số giờ. Ví dụ như 2 giờ nó sẽ đánh 2 tiếng, 3 giờ đánh 3 tiếng. Về thiết kế thì đây là một chiếc đồng hồ như các đồng hồ thường, có 3 kim. Mặt số thì khá đơn giản, mặt số tự nhiên, nền trắng. Tuy nhiên nó có thêm một cái ô cửa sổ ở dưới này. Phần dưới này các bạn sẽ thấy có một ô cửa sổ lịch. Nó sẽ thể hiện là tháng, ngày và thứ. Về phần kích thước thì đây là đồng hồ hình tròn, có đường kính là khoảng 30 cm, chiều dày của đồng hồ là khoảng 4 cm. Và ở mặt sau các bạn sẽ thấy cái phần máy này là 12 3 số 8, hãng này cũng khá là tốt đấy. Đồng hồ máy sử dụng một viên pin tiểu này, còn với hai pin tiểu này thì là dùng cho phần chuông và giờ điện tử ở phía dưới. Đây là phần loa này, đây là đủ âm lượng. Thì để chỉnh giờ đồng hồ này chúng ta sẽ phải chỉnh hai lần. Thứ nhất là các bạn sẽ chỉnh giờ cho phần kim, thì chỉ việc xoay thôi, ta sẽ xoay đến cái giờ hiện tại thì cứ qua mỗi một ô giờ nó lại đánh chuông nhé. Vậy đây là 9 giờ 10 này. Cái phần nút test này cũng chính là để các bạn chỉnh chuông luôn. Các bạn sẽ bấm làm sao cho để ví dụ như là 10 giờ thì nó sẽ kêu đúng 10 tiếng, để lần sau nó trôi giờ là trôi đúng. À, chúng ta cứ bấm mỗi lần nó sẽ nhảy ra một tiếng đấy ạ. Tiếp theo, để chỉnh phần giờ cho cái ô cửa sổ lịch thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nút ở dưới này. Test là để nghe thử chuông, set là để chỉnh, up down là lên xuống. Thì để chỉnh các bạn sẽ bấm vào nút set. Lúc này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ yêu cầu chúng ta chỉnh năm trước, ví dụ bây giờ là năm 2023. Chúng ta dùng nút up down để điều chỉnh. Rồi, bấm set để chuyển qua tháng. Tháng 10 này, rồi ngày. Theo là chỉnh giờ. Giờ này sẽ thành 24 giờ nhé. Ví dụ bây giờ đang là 9 giờ thì các bạn sẽ chỉnh này thành số 9 này. Rồi. Bao nhiêu phút? Đây là 10 phút này. Hay 11 phút đi ạ. Rồi xong. Và khi các bạn chỉnh xong ấy, thì cái phần thứ này nó sẽ tự nhảy. Nhưng mà vì là dành cho thị trường Nhật Bản nên cái phần thứ này nó là tiếng Nhật. Và bây giờ thì đến đúng giờ nó sẽ đánh chuông đúng cho chúng ta. Và cái giờ ở trên cái đồng hồ điện tử này chỉnh để cho nó nhảy lịch đúng thôi. Còn phần chuông này nó sẽ dựa theo cái phần kim. Các bạn cứ xoay nó sẽ tự đánh chuông đến khi mà đúng vào cái giờ điểm của cái giờ đó. Thì nếu bạn quan tâm tới cái đồng hồ MAG mã W214 có đánh chuông Westminster và cửa sổ lịch, các bạn có thể liên hệ đồng hồ TV theo số điện thoại bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh đồng hồ TV. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.